chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Bếp Việt. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm me ngào đường để làm đá me nhé các bạn. Để thực hiện món đá me ngào đường, các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau. Me 500g, thơm nửa trái, gừng 100g, đường 500g. Bây giờ mình sẽ đem gừng đi xay và lấy nước, chắc lấy nước cốt gừng. Còn thơm thì mình sẽ đem đi xay nhuyễn. Chúng ta sẽ bỏ cái phần cuống đi nhé các bạn. Gừng các bạn sẽ đem đi xay nhuyễn và chắt lấy nước các bạn. Gừng các bạn sẽ đem đi xay và chắt lấy phần nước cốt gừng nhé các bạn. Cho khoảng 500ml nước. Me sau khi chúng ta lược bỏ bớt hạt thì tôi sẽ bỏ vào nồi để nấu. Bước đoạn tiếp theo chúng ta sẽ cho đường. Đều đường
Sau đó chúng ta bỏ nước cốt gừng. Sau khi bỏ nước cốt gừng thì các bạn nhớ đun nhỏ lửa trong vòng 15 phút nhé. Sau khi me đã đun được khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ cho nước thơm vào trong nồi. Đun tầm thêm khoảng 10 phút nữa. Ta sẽ đảo đều. Sau khi các bạn đổ thơm vào nồi đun trong vòng 10 phút thì thấy nước me chuyển sang màu nâu cánh gián là được. Đó, các bạn thấy màu đẹp chưa ạ? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món me ngào đường. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món me ngào đường. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo của mình nhé.